Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Bà Sa Đức Huy xin gửi tới quý vị những cái thước phim tại lễ ra mắt và trưng bày bonsai câu lạc bộ 83, 84, 85. Thì kính thưa quý vị, tại Linh Bình đang có cuộc trưng bày triển lãm rất là chất lượng của hội 83, 84, 85 quý vị nhé. Bà Sa Đức Huy sẽ dành cho quý vị cái thước phim những cây bonsai mini đẳng cấp tại nơi đây. Quý vị hãy chiêm ngưỡng từng tác phẩm, từng đường nét quý của các nhà vườn mang đến triển lãm. Đây là cái tác phẩm, những tác phẩm của anh Khương quý vị nhé, anh Khương Thường Tín. Đẹp thế nào thì quý vị đều cảm nhận được. Nhỏ thôi nhưng mà toàn đồ chất chát thôi. Quý vị nhìn những cái nét u sụn của thân thì quý vị cảm nhận được đồ già như này. Và cái thưa quý vị, mai chiếu thủy này quý vị nhìn này, bộ rằm khủng khiếp thật đấy quý vị ạ. Bộ rằm thì như san hô. Bộ rằm nhìn phê quá quý vị ạ. Bộ rằm ở cây mai chiếu thủy này thì quá ấn tượng được. Và một tác phẩm xanh quê quý vị ạ. Xanh quê cổ rất dài. Chiêm ngưỡng những tác phẩm ở đây đầy đủ các nét nghệ thuật, những sắc thái nghệ thuật muôn màu muôn vẻ mà các nhà vườn, các nghệ nhân mang đến trưng bày triển lãm. Những tác phẩm đẹp như này, già như này thì làm sao mà không mê được. Những cây cổ quý vị nhé, và những cây cách tân làm theo lối mới cũng rất là nhiều. Chân bệ đường thân, cây xanh cổ quý vị nhìn này, đẹp quá. Và những cái đường nét chun sụt. Và kính thưa quý vị, một cái tác phẩm thác đổ, cây dáng huyền hay còn gọi là cây thác đổ, một cây rất là nghệ thuật của anh Mười Dâu, anh Mười Dâu chợ chùa đang có mặt ở đây. Tác phẩm thác đổ rất ấn tượng của anh. Mà cái lối làm cây chợ chùa thì quý vị nhìn thấy các đường nét, các bông răm rất là mạch lạc, rõ ràng và làm rất là chi tiết. Lối cây chợ chùa Nam Định canh làm rất là cẩn thận. Và kính thưa quý vị, đây là một cái phong cách nữa này, một cái phong cách tự nhiên, bóng tàn thì không theo một cái nguyên luật gì cả, rất là tự nhiên. Cành tả, cành hữu, cành la, cành bổng, đầy đủ các sắc thái tự nhiên. Thì làm này cũng rất là khó quý vị nhé. Phong cách này cũng rất là khó. Chỉ cần không để quá cái cũng theo một cái hướng khác ngay. Tác phẩm này thì là phong cách này phải đòi hỏi
quan tâm liên tục. Nó chỉ cần quá cái là đi quá giới hạn ngay, lại thành một cái cây có thể là coi như là một cái cây nó xin lỗi quý vị, không phải là cây một cây của hoang, nhưng mà khi mà mọi người đừng có để tàn nó hoành hoàng quá thì sẽ nó sẽ mất đi cái vẻ nghệ thuật. Nghệ thuật khác với một cây tự nhiên. Nghệ thuật tự nhiên khác với lại cây tự nhiên. Nên là chúng ta phải đảm bảo yếu tố nghệ thuật, trong đó có tự nhiên. Cây của anh Hoan, tác phẩm rất là già quý vị nhỉ. Rất nhiều cái tác phẩm và rất nhiều cái sắc thái tại nơi đây, từng tác phẩm là từng cái nét nghệ thuật. Và ngắm những cái tác phẩm như này thì đối với cái độ già này thì bảo sao mà không quý quý vị. Đây là kính thưa quý vị này, đơn cử những tác phẩm này. Nếu chúng ta mà không biết khống chế thì nó sẽ không nghệ thuật. Chúng ta nhìn từ cái rễ, từ cái bông răm, nó có cái gì đó không có một cái nghiêm luật gì cả. Và hơi phóng khoáng quá. Cái gì quá thì không tốt quý vị nhỉ. Đơn cử quý vị nhìn đấy này, những cái rễ này phải đòi hỏi mấy chục năm nữa thì nhìn mới phê được, nhìn mới đẹp được, nên phải mất rất nhiều thời gian. Với những tác phẩm kiểu như này, và kính thưa quý vị, một cái tác phẩm ruối quý vị ạ, ruối trước mắt quý vị, tác phẩm ruối được thiên nhiên ban tặng cho cái đường thân rất là độc đáo. Đường thân đã dẹt hết rồi quý vị này. Đường thân này do cái quá trình thiên nhiên tạo hóa lên, và có thể là tác phẩm mọc ở những cái khe đá thì quá trình phát triển thì để tạo lên cái thân nó dẹt như vậy. Và đường thân thì có cái điểm khúc khuỷu tự nhiên, một cây ruối nghệ thuật, nhiều cái đường nét nghệ thuật, cây cao khoảng 90 phân đến 1 mét quý vị nhé. Một tác phẩm có cái thân bệ rất là nghệ thuật. Thưa quý vị nhìn cái góc này, quý vị cảm nhận được cái thân bệ rất là quý quý vị nhé. Thân bệ rất là quý. Đây quý vị nhìn đây này. Và bonsai Đức Huy thì theo cái cảm nhận bonsai Đức Huy thì tác phẩm này còn làm đẹp hơn nữa. Nhưng hiện nay thì theo cảm nhận bonsai Đức Huy, cái bông tàn làm hơi đơn giản. Và đơn cử như cái bông này, làm rất là đơn giản. Thì nhìn thì tưởng là tự nhiên, nhưng mà xét kỹ thì có những cái điểm vẫn không được ổn lắm. Đây quý vị có thể nhìn thấy trước mắt.
rất nhiều cái điểm nó bị không nghệ thuật, không khó, không chiều sâu, nó bị hơi ngoành ngoàng và hơi đuỗn. Về thân cốt rất quý rồi, cái thân vệ này chúng ta phải diễn nghệ thuật hơn, làm sao thân cảnh chi dăm nó phải đồng bộ uyển chuyển. Sa Đa Huy thì không dám chê những tác phẩm, nhưng mà nhìn những cái cốt đẹp, cốt quý thì chúng ta có thể phát triển dựa theo cái thân cốt của tác phẩm thì đỡ lãng phí những cái chất liệu, những phôi quý. Đành rằng thì chúng trong nghệ thuật chúng ta phải yếu tố sáng tạo là rất cần trong nghệ thuật cây cảnh. Nhưng mà sáng tạo trong sự hiểu biết và sáng tạo trong cái mức có thể. Một cái thân trực rất là lục lạc và u sụn quý vị này. Cây nhỏ thôi, chỉ cao khoảng 55 phân thôi. Tác phẩm C của anh Vũ Bát Tràng. Và kính thưa quý vị, một cái tác phẩm đề đẹp quá quý vị ạ, một cây đề cực kỳ ấn tượng. Nhìn xa bao xa Đức Huy cứ ngỡ là cây C cơ. Và quý vị nhìn thấy một cây đề dăm này, lá cũng nõn đỏ, nhìn xa cứ tưởng là C búp đỏ quý vị ạ. Một cây đề đẹp quá của bác Lào đây, xuất sắc thật, ấn tượng thật. Một tác phẩm dáng trực hoành đẹp từ chân bệ đến đường thân, và đến cái bộ nhắm, cái bộ dăm thì cũng quá ấn tượng rồi, đẹp quá, hết sạch cái mỹ từ để tả ra cái tác phẩm này rồi. Nếu một cây đề cái này thì là một cây đề rất là quý quý vị nhé, không những quý mà còn hiếm. Một tác phẩm đề này thì nghệ thuật đỉnh cao rồi. Đã kính thưa quý vị này, đơn giản như này thôi nhưng mà đầy cuốn hút. Quá xuất sắc luôn. Phẩm song thụ của anh Nguyễn Văn Lịch. Và cái tác phẩm xanh trước mắt quý vị cũng rất là bắt mắt. Tác phẩm quý rất nhiều quý vị nhé. Sa Đa Huy ghi nhận rất nhiều tác phẩm quý và rất nhiều tác phẩm lần đầu tiên nhìn thấy ở cuộc triển lãm. Như vậy mới thấy được cái phong phú trong cây cảnh. Tức là trong nhân gian này còn rất nhiều tác phẩm quý đang được các nghệ nhân, các chủ nhà vườn vẫn đang còn đang tạo tác, và còn nhiều cây vẫn còn đang cất giữ. Quý vị nhìn thấy một cái sân với hàng trăm tác phẩm bonsai.
rất rất là quý. Và kính thưa quý vị, còn rất nhiều tác phẩm nữa, nhưng bà Sa Đức Huy do thời lượng video hơi dài, bà Sa Đức Huy xin phép được dừng lời đây. Xin phép được chia sẻ ở cái hàng cây tiếp theo ở cái cuốn video sau. Bà Sa Đức Huy xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.